Chúng ta cùng qua Hoa Kỳ ngày nay với các thông tin chung. Đầu tiên là nói về thủ đô của Hoa Kỳ. Capital of the United States. Capital of the United States. Câu trả lời là Washington DC. Washington DC. Đây là câu số 94 và Washington DC hoàn toàn khác với tiểu bang Washington, mọi người đừng nhầm với nhau nha. Điểm thứ hai chúng ta nói về quốc ca của Hoa Kỳ, National Anthem. National Anthem. Câu trả lời là The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. Đây là câu số 98. Một thứ ba sẽ nói về hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ, Two National Holidays. Two National Holidays trả lời lễ tạ ơn và Giáng sinh. Thanksgiving and Christmas. Thanksgiving and Christmas. Đây là câu số 100. Một thứ tư nói về hai đảng chính trị chính ở Hoa Kỳ. Two political parties. Two political parties. Câu trả lời đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Democratic and Republican. Democratic and Republican. Đây là câu số 45. Tiếp tục mục thứ năm Khi làm việc tại Mỹ có thu nhập thì chúng ta phải đóng thuế thu nhập Income Tax. Income Tax. Và ngày sau cùng để khai thuế, mọi người phải nghe được Last Day Income Tax. Last Day Income Tax. Câu trả lời là April 15th. April 15th. Đây là câu số 56. Mục tiếp theo nói về lá cờ của Hoa Kỳ, flag, flag. Chúng ta sẽ nghe 13 stripes. 13 stripes nghĩa là 13 sọc. Câu trả lời bởi vì đã có 13 thuộc địa nguyên thủy, because there were 13 original colonies because there were 13 original colonies. Đây là câu số 96. Lá cờ của Hoa Kỳ ngoài 13 sọc còn có 50 ngôi sao. 50 stars. 50 stars. Và câu trả lời bởi vì có 50 tiểu bang. Because there are 50 states. Because there are 50 states. Đây là câu số 97. Một sau cùng chúng ta nói về hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ, Economic System, Economic System. Câu trả lời là Market Economy, Market Economy, nền kinh tế thị trường. Đây là câu số 11. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần vị trí địa lý. Trước hết, Hoa Kỳ tiếp giáp với lại Canada, Borders Canada, Borders Canada. Câu trả lời Alaska. Alaska. Đây là câu số 92. Nước láng giềng thứ hai mà Hoa Kỳ tiếp giáp đã là Mexico. Borders Mexico. Borders Mexico. Câu trả lời là New Mexico. New Mexico. Đây là câu số 93. Nói về tiếp giáp với bờ biển thì bờ biển phía tây của Hoa Kỳ West Coast. West Coast đó chính là Thái bình dương Pacific Ocean Pacific Ocean đây là câu số tám mươi chín còn về phần bờ biển phía đông East Coast East Coast đó là giá với lại đại tây dương Atlantic Ocean Atlantic Ocean đây là câu số chín mươi Rana gạch dưới bốn chữ cái đầu là để cho mọi người thấy cặp ở trên đó là cùng là phụ âm và cặp ở dưới cùng là nguyên âm để cho mọi người dễ nhớ hơn. Hoa Kỳ có con sông dài nhất, Longest River, Longest River, đó là Mississippi, Mississippi. Đây là câu số 88. Ngoài 50 tiểu bang, Hoa Kỳ còn có lãnh thổ hải ngoại, U.S. Territory, U.S. Territory. Chúng ta nêu tên một trong các lãnh thổ hải ngoại. U.S. Virgin Islands. U.S. Virgin Islands. Đây là câu số 91. Hoa Kỳ có tượng nữ thần tự do rất nổi tiếng. Statue of Liberty. Statue of Liberty. Ở tại New York. New York. Đây là câu số 95. Sơ đồ sau cùng sẽ là về Các câu hỏi liên quan đến phần người dân Và chúng ta có câu đầu tiên Đó là Hai quyền của mọi người To rights of everyone To rights of everyone Hai quyền của tất cả mọi người Trả lời Freedom of speech and religion Tự do ngôn luận và tôn giáo Freedom of speech and religion Đây là câu số 51 câu hỏi thứ hai đó là tất cả những người thanh niên all men dù là công dân Mỹ hay là thường trú nhân thì cũng phải đều ghi tên register cho sở quân vụ selective service All men register selective service. Tất cả những người thanh niên ghi tên cho sở quân vụ. All men register selective service. Câu trả lời ở độ tuổi 18. At age 18. At age 18. Đây là câu số 57. Câu hỏi tiếp theo đó là trong số các người dân này thì có 4 tu chính án. Four amendments. Nói về việc ai có thể bầu cử. About who can vote. Four amendments. About who can vote. Four amendments about who can vote. Chúng ta sẽ nêu lên một trong số bốn cái. Câu trả lời là citizens 18 and older. Những người công dân từ 18 tuổi trở lên. Citizens 18 and older. Đây là câu số 48. Và tiếp theo sau đây sẽ là một loạt các câu hỏi liên quan đến công dân. Citizens. Câu đầu tiên là bao nhiêu tuổi? How old? các công dân citizens bầu cho tổng thống vote for president How old citizens vote for president Bao nhiêu tuổi thì các công dân bầu cho tổng thống How old citizens vote for president Câu trả lời 18 and older từ 18 tuổi trở lên 18 and older Đây là câu số 54 Tiếp theo là công dân Hoa Kỳ. Mọi người sẽ có các trách nhiệm bổn phận cần phải thực hiện. Hãy nêu một trách nhiệm, one responsibility, cho các công dân, for citizens. One responsibility for citizens. Một trách nhiệm của các công dân, one responsibility for citizens. Câu trả lời, serve on a jury phục vụ trong bồi thẩm đoàn. Serve on a jury. Đây là câu số 49. Tương tự như vậy, là công dân Hoa Kỳ, mọi người sẽ có các quyền lợi. Hãy nêu một quyền, one right, cho các công dân, for citizens. One right for citizens. One right for citizens. Câu trả lời, vote in a federal election đi bầu cử trong một cuộc bầu cử liên bang vote in a federal election. Đây là câu số 50. Và sau khi trở thành công dân Hoa Kỳ thì bạn phải thực hiện một lời hứa. One promise you make. One promise you make. Câu trả lời đó là phải trung thành với lại đất nước Hoa Kỳ. Be loyal to the United States. Be loyal to the United States. Đây là câu số 53. Và bạn thể hiện sự trung thành đối với cái gì? Show loyalty to. Khi nói lời tuyên thệ trung thành, when say pledge of allegiance. Show loyalty to when say pledge of allegiance. Show loyalty to when say pledge of allegiance. Câu trả lời the flag. Quốc kỳ the flag. Đây là câu số 52. Và sau cùng các công dân có hai cách two ways để tham gia vào participate in nền dân chủ democracy. Two ways participate in democracy. Hai cách để tham gia vào nền dân chủ. Two ways participate in democracy. Câu trả lời vote and run for office bầu cử và ứng cử vote and run for office đây là câu số 55